À, vườn à, sầu đứng thái sầu trứng thái này là của ông anh thì bên kia thì bây giờ họ cắt họ cắt họ tính tí thôi thì cái bên này thì họ họ đã cắt dao dao này là dao thứ hai hồi nãy thì mình lên trên à, kia mình quay cho cả nhà mình xem đó, đó là thở nó đang cắt thở đang cắt bên kia thì đây là vườn à, vườn sầu đứng thái thì cây này nó bị bệnh này nó bị bệnh mà nó 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 rùng, nó rụng lá rồi thì đây là vườn của ông ông anh thì cái vườn này là được 90 ngày rồi nhé các mọi người vườn này được 90 ngày rồi thì thái thì nó nằm tầm độ hai một ngày thì nó cơm nó mới mới đạt thì họ mới cắt thì sầu đứng thái hiện tại bây giờ thì mình mình cũng chưa biết giá nhưng ở bên kia thì dưới sáu thì nên là bây giờ họ vô cắt hết bộ hồ cắt được nào là đắp cắt còn cái này là hôm anh có trồng hai cây đây có trồng hai cây mua xương kinh đầu riêng mua xương kinh này thì nó cũng tầm nó cũng được chín đến ngày cả rồi đó thì hôm kia bà chị có nói là mua xương kinh này nó chín rồi nhưng mà mua xương kinh là tại nó nhỏ năm này là mua sông kinh là trồng chung với lại thằng sầu riêng thái nhưng mà cái này là năm nay là nó ra năm đầu tiên ra năm đầu tiên thì bên này cũng một vườn của người ta nữa này đây, đây thì cũng anh từ bên đây qua bên đây còn cái này vườn này là của họ qua bên kia là của họ thì bên này cũng là sầu riêng thái thì cũng đạt chín mấy ngày cả thì thành quả sau một năm trời chăm sóc thì bây giờ chuẩn bị cắt rồi thì bên kia người ta lùm là thứ sáu thì người ta lùm lúa lúc trước thì bên này người ta không có không có cho ra không có cho trái lớn nhanh mà trái lớn từ từ cho nên là bây giờ trái nó nằm tầm độ ký mấy hai ký còn bên này thì họ đã cho trái lớn nhanh thì nó ba ký hai ký rưỡi đổ lên hết rồi cái như mấy cái trái đó là chắc là tầm đồ 2 kg mấy cái trái kia là chắc hơn 2 kg cả nhà mình thấy trái mèo đó thì mình quay buổi chiều thì nó hơi tối mọi người quay buổi chiều thì nó nó hơi tối một tí đó đó nó hơi tối Này, cả nhà thông cảm nhé thì à, em nói trước thì em là không có vườn cho nên là cách chăm sóc như thế nào thì em không có biết nhé thì em chỉ quay cho tất cả mọi người ở nông dân ở đây là chuẩn bị sầu riêng thái là còn cỡ ba mươi ngày nữa người ta sẽ sẽ thu hoạch về sau một năm trời chăm sóc thì ba mươi ngày nữa thì họ sẽ bán thì giá cả sầu riêng thái như thế nào thì mình không biết nhé nay mai mà có dịp gặp họ thử cắt được thì mình sẽ hỏi được nhưng ở bên kia thì họ chốt giá từ đầu mùa rồi thì ở trên này thì năm nay thì hạn hán của nó rất rất chưa kéo dài cho nên là có những vườn người ta sẽ bán bán solo hết người ta chốt nguyên vườn luôn này có vườn thì họ được một tỷ mấy có vườn thì được 900 có vườn thì được năm sáu trăm cùng tùy theo cái vườn nhé nhưng mà sầu riêng ở Bù Đăng thì năm nay thì nắng quá thì nó cũng hơi hơi ấy cơm mà hơi mỏng cơm rồi mình xin kết thúc video tại đây luôn nha cả nhà rồi hẹn cả nhà clip sau nha để chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và thành công nha